Sáng nay, Quận ủy Hải Châu hội nghị lần thứ 5 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị lần thứ 5 mở rộng của Ban chấp hành Đảng bộ Quận Hải Châu đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo quán triệt nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gắn với thực hiện tốt nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Khẩn trương xây dựng kịch bản, giải pháp lãnh đạo tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình hiện nay để làm cơ sở triển khai trên toàn quận, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, giám sát, đôn đốc tiến độ thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản do quận làm chủ đầu tư, tăng cường phòng chống COVID-19, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, lãnh đạo thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Hội nghị tập trung quán triệt kết luận số 60 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về đảm bảo trật tự, đô thị, môi trường quận Hải Châu.